Hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm. Giống như anh Quyền Linh đi. Em thích người phụ nữ thông minh. Cái gì mà bạn không có mà thích người kia có? Dạ đúng rồi. Dạ là thông minh. Đúng, thích người kia thông minh. Mời bạn Nam. Chào bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn nữ. Dạ chào anh Quyền Linh. Bạn giới thiệu sơ về lý lịch trích ngang của mình đi bạn. Dạ em tên là Yến Quang, 28 tuổi. Hiện tại thì em làm tóc. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Long An. Rồi bên kia, bên đây 28 tuổi nha, đang làm tóc. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Nhật Quang. Em năm nay 31 tuổi, em đến từ Cần Giờ. Bạn làm nghề gì? Em thì em có một cái shop giày dép nhỏ nhỏ, em buôn bán kinh doanh. À, như thế là hai người đều là làm đẹp hết đó. Mình dạ. Làm ngành này lâu chưa? Làm tóc dạ, lâu chưa bạn? Em làm cũng mấy năm rồi chị. Thế mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? 4 năm. Mà 4 năm qua mình không có người bạn trai nào sao? Dạ cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy không hợp á chị, nên là không có quen. À, mình có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ nhiều khi cũng khó tính chút. Tính của em thì vui nhưng mà nhiều khi mình xét nét cái ví dụ như cái người đó này được nhưng mà cái kia không được vậy đó chị. Vậy bạn như một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hợp với bạn? À, trước tiên em nghĩ là ngoại hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm, tính tình thì vui vẻ. Dễ nhìn nó có nhiều thứ dễ nhìn lắm bạn. Ví dụ cái mẫu như thế nào? Dạ giống như anh Quyền Linh đi. Vừa mắt em. Vừa mắt em. Đứng lên. Cũng giống tôi lắm à. Giống không? Giống. Được rồi, bự. Bạn Nam thì sao à? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có được 4 đến 5 mối tình thôi chị. 4 đến 5 mối tình? Dạ. Ít quá ha. Mối tình cuối cùng của bạn là cách đây bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng của em cách đây trước Tết thôi chị. Còn bạn có biết mình có khuyết điểm gì mà mọi người phải xa bạn? Cái khuyết điểm của bản thân em thì em có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Em nhai xương gôm hơn nhiều. Gì nữa? Không biết nữa, có nhiều đó. Có thuốc với nhai xương gôm thôi. Dạ. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em giỏi nội trợ, nữ công như chánh thì giỏi. À. Còn khuyết điểm thì nóng tính thôi, hay quên chút. Nóng tính? Dạ. Khó tính mà còn nóng tính nữa. Thì khó gần á chị. À, bạn thấy mình kén lắm phải không? Dạ chắc cũng kén. Có cái điểm nào bạn cần và bạn không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích con trai hút thuốc. Bạn mới đâu hút thuốc, có nhai kẹo xin gum thôi. Bên này hút thuốc. Em thì khi mà ở trong tiệm hoặc là hồi còn gọi là sủng nhi á, thì người mà em đã quen á, thì khi mà đi chung với nhau á là em hạn chế hoặc là em không hút thuốc. Rồi anh. Không hút thuốc, coi như nếu mà quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ, khi mà em lấy vợ mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Trời tẩy giá. Bây giờ bạn Nam bên đây nè, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về cái người phụ nữ mà em tìm á, xét về cái ngoại hình thì em không quan trọng là chiều cao gì hết. Tại hầu như em thấy phụ nữ nào cũng hơi thấp hơn em xíu. Em thì thuộc dạng là thích cái khuôn mặt người con gái. Ví dụ như mắt em hí đi, thấy người đó mắt hai mí, nhìn nó khác. Bù lỗ nhau đúng không? Bù lỗ nhau, vậy đó. Rồi còn về mà có tính tình là em thích người phụ nữ thông minh anh. Người phụ nữ thông minh thì người ta sẽ ứng xử từ việc nhỏ được lớn, nó sẽ có cái nhiều... gì mà bạn không có mà thích người kia có. Dạ đúng rồi. Dạ là thông minh. Đúng, thích người kia thông minh. Em thì cần cù, em bù thông minh. À cần cù thông minh cái này được, thật thà đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ hỏi tôi hỏi bạn một câu nè, bạn có ý định kết hôn chưa? Dạ em có ý định kết hôn là cũng bắt đầu từ khi mà đăng ký chương trình này thưa chị. Bây giờ kinh doanh giày dép thì kia đủ kinh phí để có thể lo cho vợ con rồi chưa? Có thể em nuôi thêm một vợ và trên hai đứa con được. Ừ, chứ đừng nói mua một con hai vợ nha. Thật sự bạn có cái bí mật gì không? Khai báo ra đi. Dạ cái đó thì chị Cát Tường qua thì em sẽ cho chị và coi khán giả biết bí mật à. Trời. Qua đi qua liền. Tôi sợ bạn sao tôi không qua. Dạ em có những cái này. Cái gì vậy? Dạ. Là cái gì sao mình Cát Tường coi cho ai coi vậy? Dạ cái này nó bình thường thôi, đối với anh chị đó là chuyện bình thường. À. Nhưng mà đối với những người phụ nữ truyền thống hoặc là phụ huynh của những phụ nữ truyền thống chẳng hạn, người ta sẽ nhìn vô ban đầu, ôi thằng này nó như vậy là nó không được đàng hoàng gì đó. Tức là xăm hình đúng không? Dạ đúng. Thế nào vì mấy lý do này mà gia đình bạn gái người ta không chịu không? Em cũng tiếp xúc với gia đình của những bạn gái đó là thấy bình thường. Em giấu hay là em đưa ra? Em không giấu chị. Khi mà em xăm chẳng hạn thì em quyết định em xăm lộ chứ em không phải xăm kín để mình che. Nhưng à. Dạ
thì trước sau cũng phát hiện thôi. Không, chị mà xăm mà chị xăm kính không à? Dạ. Chị tại... ai mà muốn tìm cái kính thì mới thấy cái xăm. Có kính à? Tôi đâu biết tôi nói gì đâu. Trời ơi, mà nó nghe nè. Dạ. Em có thể cạo mấy cọng râu này được không? Cái này em để qua trên 5 năm luôn hả? Chị vậy? Em cũng một sở thích thôi anh. Cũng sở thích nữa. Cạo là chuyện bình thường được. Đúng không? Dạ được. Ủa, bạn gái gặp nó thôi hung nhỏ của cạo đi là sao? Thì bạn gái yêu cầu nhưng mà cạo. Lúc bạn gái thích thì sao anh? Không thích nó không, đa số chị đảm bảo em đa số là 10 con gái không thích hết 10 rồi. Tin chị đi, kinh nghiệm sống chị càng đầy. Chứ còn cái này thì chị thua rồi. Em về em bạn dùng xăm xăm chứ. Được rồi, bây giờ nào thí dụ thứ nhất nè. Hồi nữa em nhớ kêu anh cạo cái râu đây nha. Anh hứa chị rồi, chị ghét ai để râu để lắm. Em cũng ghét nữa. Đó là chị biết mà. Em quan điểm như thế nào về hình xăm? Hình xăm thì cũng bình thường, tại em cũng có. Em cũng có? Dạ. Ở đâu? Ở đây hả? Không. Là bình thường thấy không hay là không, phải không thấy? Không thấy hả? Vậy là giống ý chị rồi phải không? Dạ. Ở vô chỗ kính mới thấy đúng không? À. Có xăm nữa hả? Có. Cho coi coi. Bậy cái này vô chỗ kính mới thấy. Bậy rồi. Có xăm hả? Xăm mặt nhiều không? Chút à? Dạ. Không, mặt xinh mà. Dễ xinh mà. Em thích những cái người mà có một cái cá tính lạ không? Đừng nói lạ quá. Này cũng hơi lạ đó. Lạ quá thành lạ lùng. Nhưng đây dễ thương. Mình nói chứ mặt hiền lắm, nhìn là biết hiền rồi. Cái vấn đề tại vì những người hiền hay giống như những người mà thể hiện người ta như hiền thấy quá, mình dữ dằn. Ta xăm con hổ ngay đây không? Rắn ngay đây nè. Nhưng thật sự đằng sau là con thỏ ví dụ vậy. Ha? Em không thích gì ở người đàn ông? Không chung thủy. Không chung thủy. Thuốc. Không, thuốc là bên kia ghen. Có thể bỏ được. Em có ghen không? Chắc em không. Ủa, yêu mà không ghen hả? Ghen ví dụ như đáng thì mình ghen, chứ còn mấy cái mà không đáng thì bỏ qua. À đúng rồi. Để tin tưởng nhau. Em, nhưng mà chị hỏi em có ghen không? Không, em không ghen anh. Không ghen luôn hả? Tại vì khi mình xác định quen, mình có sự tin tưởng thì mình không cần ghen. Rồi, được. Khoan, cho em xí hỏi gia đình người thân một chút. Thế bây giờ bản thân em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như về gia đình em mà thấy bạn trai xăm nhiều vậy rồi, gia đình em có vấn đề, có chịu không? Ba mẹ em cũng không có thích. Tại vì hồi bạn trai trước của em có hình xăm, ba mẹ em cũng không có thích. Rồi sao bây giờ lỡ như yêu anh này rồi dẫn về rồi gia đình không chịu vậy thì em giải quyết sao đây? Chắc để thời gian từ từ á, nhiều khi thấy hình xăm nhưng mà cái con người của người đó như thế nào. Ừ. Đúng rồi. Ủa Nam có đi với người thân không em gái? Dạ có anh. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao nha. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường ạ. Nãy giờ mình nghe bạn trai này nói vậy sao mình cảm nhận là có hợp với bên kia không? Nói chung là em thấy cái bạn trai bên đây cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Bạn có đi với người thân không? Dạ em có đi với hai đứa em. Khoan, mình hỏi chút xíu về bạn thân nữa. Bạn nghĩ sao về hình xăm? Dạ. Em thấy thì quan niệm này thì cũng bình thường thôi. Tại vì mình chủ yếu là con người, bản thân con người mình sống như thế nào thôi. Còn hình xăm ở ngoài thì không có gì hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chào hai em. Rồi, em nhìn nhận chị này như thế nào? Chị có vẻ là hơi... khó tính. Hơi khó tính. Dạ. Em thấy có hai người có phù hợp với nhau không? Em nghĩ là qua quá trình mình quen và mình tìm hiểu thì mình sẽ chấp nhận với nhau thì sẽ hợp nhau. Rồi, cảm ơn người thân của hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên, hai bạn sẽ có cảm nhận nhiều hơn. Rồi, con quay qua đi. Xin chào em. Có món quà anh xin tặng cho em. Anh không có đòi quà đâu, anh yên tâm. Anh có gì hỏi em không? Cân tượng đầu tiên của em là về anh như thế nào? Ấn tượng thì nhìn cũng được. Cảm ơn em. Dạ. Thì em thì anh còn cái bản thân anh thì anh thấy em không có đẹp. Là vì em quá đẹp rồi. Hài hước quá ha. Có cái gì em hỏi anh nữa không? Nhìn to con bậm trợn gì mà có vẻ rung nhỉ? Thì đối diện với người đầu tiên mình gặp muốn hẹn hò thì hơi khớp một chút xíu chị. Hồi nãy anh có nghe nói là bên phía gia đình em là hoặc là em đã từng quen một người bạn trai có dạ. Hình xăm. Thì anh hy vọng là hãy cho anh một cái cơ hội tiếp xúc với gia đình em hoặc tiếp xúc với em. Dạ. Anh biết con người của anh có như con người bề ngoài hay không? Dạ. Cảm nhận khi gặp người bạn trai trước mặt như thế nào? Tinh thần tim mình như thế nào? Tim nó đập cũng bình thường. Ví dụ khi mà bạn gái rung, khi bạn gái lo, khi bạn gái buồn thì mình sẽ làm gì? Em xin hát một bài nó buồn để cho bạn buồn hơn nữa. Rồi hát đi, thử coi bạn buồn không? Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em.
anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh hát em thấy em cười. Đó, cười, em hát hạt buồn mà em cười. Bây giờ mình nói một câu gì đó nó ngọt, thiệt là ngọt, thử xem. Anh không phải là sói ca nên anh không có nói được cái ngôn tình, nhưng nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ làm em không thất vọng. Hay. Em nghĩ là lên chương trình thì cũng cho mình cơ hội, cho Việt Nam cơ hội. Trên đây có 2 phút rồi cũng không có nói được gì nhiều hết, cũng không hiểu được gì nhiều hết. Đúng. Bạn nam có muốn nói gì nữa không? Dạ, em nói lời cuối cùng, hy vọng bạn gái sẽ hiểu. Lời cuối cùng hồi nãy đó. Ghê quá, lời cuối cùng ghê quá. Hết hồn, hết nhiều. Rồi. Cuối hồn. Anh không phải là sói ca nên anh không thể nói những câu ngôn tình. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Thuộc luôn, thấy không? Câu này cũng nằm trong một cuốn ngôn tình. Một. Suy nghĩ cho kỹ các bạn nha. Chúng ta đang có hàng triệu người chứng kiến. Điều này hết sức là thiêng liêng. Nói chuyện vui vẻ, tìm hiểu nhau, nhưng khi quyết định nó không phải là chuyện đùa giỡn nữa. Hai. Ba. Hết thời gian. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm giác. Chúc mừng anh chàng bự con nha. Lần đầu gặp nhau. Anh xin phép nắm tay em. À, một người con trai che chở như vậy, một người con trai mạnh mẽ như vậy cần thiết lắm chứ bạn. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim để giúp hai bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Vâng, cảm ơn anh. Hãy đi xem phim trong một không gian hết sức là lãng mạn các bạn nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Dạ, Relax. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Cảm ơn khán giả, cảm ơn chương trình rất nhiều. Nào, hãy dẫn bạn ấy đi xem phim. Chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình hết. Với chủ quan là có thể là do em ngoan quá, do nghe lời ba. Tuy là như vậy nhưng bạn ấy rất là rụt rè, rất là thật tình. Ô, rất là ga lăng. Đỡ bạn gái xuống từng bậc cầu thang nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màng, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi em mời. Rồi, mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn có thể giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Huy, ở Nam Định, 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng công ty Đệm Cao Su Kim Cương. Bạn bình tĩnh chưa? Tao thấy rung quá vậy. Rồi, thôi bây giờ để bạn nữ giới thiệu đã nha. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể khán giả. Em tên là Võ Phạm Bảo Thi, năm nay em 25 tuổi. 25. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Thế bạn đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Gọi là chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình hết. Lý do tại sao? Khách quan thì có thể là do môi trường làm việc của em. Em làm phòng nhân sự cho nên là chủ yếu là các anh chị lớn tuổi hơi nhiều, có gia đình rồi. Rồi yếu tố chủ quan là có thể là do em ngoan quá, do nghe lời ba. Ba em lúc nào cũng khuyên em là học xong cấp 3 hãy có bạn trai thì lên đại học. Ba cũng vẫn tiếp tục nhắc là học xong đại học thì hãy có bạn trai. Rồi tới lúc mà đi làm á thì ba em hết nhắc em rồi, nhưng mà em vẫn nghe lời ba. Trời đất ơi. Nhưng bây giờ ba còn dặn dò gì nữa không? Dạ, hiện tại bây giờ thì ba em không dặn nữa. Ba em thì như vậy nhưng mà mẹ em thì ngược lại. Mẹ em thì là người đăng ký tham gia chương trình này cho em. À vậy dạ. Em ơi, ví dụ bây giờ em dẫn một người bạn trai về, mẹ em rất yêu thương người đó, em muốn cưới. Nhưng ba em bảo rằng thôi đi con, ba thấy không được. Vậy thì sao em? Dạ không, cái đó chắc là phải do em quyết định rồi. Ba mẹ em chắc là chỉ là góp ý thôi. Còn người quyết định vẫn là em. À vậy thì được rồi. Dạ. Ba nói một chút gì về mình đi. Mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình. 2 mối tình thì đều là em ở ngoài Bắc. Mối tình nhất thì hồi thì đi học thì cũng là bạn gái chủ động tấn công. Đấy thì cũng yêu nhau được tầm hơn 1 năm rồi chia tay. Sao chia? Bạn gái chủ động chia luôn hả? Bạn gái nói chung là quen một người khác. Chủ động tấn công xong chủ động quên người khác. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng kéo dài được khá lâu, nhưng mà do khoảng cách Bắc Nam ấy. Cô ấy làm ngoài Hà Nội, còn em ở trong này. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây 4 năm. Bố mẹ cô ấy không cho vào trong này. Dạ. Bạn quyết định lập nghiệp ở trong đây luôn? Dạ. Bây giờ ở đây với ai? Em tự lập vào đây một mình. Học xong em vào đây một mình luôn.
Bạn ở nhà ai? Em ở công ty. Rồi bây giờ thí dụ mình định tương lai lấy vợ về thì mình sẽ như thế nào? Thì em cũng có dự định là sang năm em sẽ mua đất ở Bình Dương. Thì cái dự định đó mình tính khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc cũng được khoảng 70% rồi. 70? Được, như vậy tốt lắm rồi ha. Dạ. Hiện nay thì bạn sẽ tìm một người con gái thế nào để có thể hợp với mình? Em cũng không quan trọng về ngoại hình cho lắm. Quan trọng là phải khéo léo một chút và biết nữ công ra tránh. Không xăm mình, không lè lẹt quá. Để hỏi bạn nữ một tí, bạn có xăm mình không? Dạ không. Không ha. Có nữ công gia chánh không? Hiện tại bây giờ em chưa biết, nhưng mà em nghĩ là em có thể học được nếu mà cần thiết. Trời, nhưng mà bây giờ là mình giới thiệu một mình một chút xíu. Dạ. Về năng lực của mình. Với em thì em có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là có rất là nhiều nhược điểm. Đó là ưu điểm của em. Có thể là nói là em hơi khó tính một tí, mà cũng non, hay ghen. Chưa bạn trai ghen với ai mà la hay ghen? Em ghen giùm bạn. Ghen giùm? Dạ. Rảnh quá ha. Ghen giùm là sao? Bắt gặp một cái người bạn trai đó đi với lại một cái người khác, nhưng mà mặc dù là cái bạn đó là đã đang quen với là bạn của em. Ừ. Thì em về em kêu cái người kia là phải giận cái người này đi. Đúng dạ, giống như là chỉ cách cho bạn ghen đó. Chỉ cách cho bạn ghen. Trời ơi, chưa có bồ mà chỉ cách cho người ta ghen nữa kìa. Nguy hiểm ấy. Quá dữ. Quá dữ luôn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì có thể là nhìn đàn ông tí xíu. Em không thích những cái bạn mà kiểu như trâu chú quá, bóng bẩy quá thì em không thích. Cao khoảng 1m7, chững chạc, có công việc làm ổn định. Điểm nào không thích ở người đàn ông? Trẻ con quá, phạm vào tứ đổ tường. Đặc biệt là không thích những bạn mà nhậu nhẹt, bê tha. Chị hỏi coi, có tứ đổ tường không? Em chào chị. Xinh quá. Có tứ đổ tường không? Không. Có nhiều rượu chè cờ bạc gì không? Em chỉ nhậu rồi. Nhậu nhiều ít? Nhậu thì cũng được chục chai. Chục chai? Dạ. Cao bao nhiêu? Cao 1m73. Được. Cặp này bề ngoài là có vẻ xứng đôi rồi đó. Em đứng lên coi, quay dần. Mặc áo chi mà ôm dữ vậy? Áo chật không? Hả? Chật. Từ ngày đầu tiên đi gặp bạn gái mặc áo chi chật vậy? Xoay qua coi. Mặc chi mà nó sắc rạc, quay rút lại coi. Gì mà mặc đồ mà chật nít như lòi ra tùm lum. Ba bạn đi qua đi lại thôi, đi qua đi lại thôi. Hả? Đi đánh đồng sao thoải mái thôi, đi thoải mái thôi. Hình như hơi rung hay sao? Rung. Rung quá đúng không bạn? Dạ. Bình tĩnh không sao đâu, có tôi đừng có lo. Mình ra ngồi thoải mái cái gì mà túm túm là gì? Bữa nay người ta thích một người phải nam tính. Em ngày nào cũng đi đá bóng. Ngày nào cũng đi đá bóng đâu phải là không bóng. Em có men. Ngồi đàng hoàng lên, cứ ngồi chứ hoành tráng lên chứ coi. Quần nó hơi bị rách. Quần rách thì sao? Chắc không? Chắc. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Mạnh mẽ nói gì cái từ coi. Chắc chắn. Em chắc chắn luôn á. Em chắc chắn luôn á. Bắt tay cái coi. Chắc nha. Rồi. Tao chắc chắn là bắt tay coi. Bắt tay. Đúng rồi. Chứ chắc chắn là bắt tay coi. Đó vậy đó. Dạ. Mạnh mẽ lên. Có anh là đừng có lo. Có tật xấu gì không? Em thì chỉ lừa giặt đồ. Ngại thôi, chứ không phải là lừa. Ngại giặt đồ đúng không? Dạ. Có tắm mỗi ngày không? Có ngày nào chỉ tắm chị. Tại nhiều khi làm biến giặt đồ cái không tắm luôn, khỏi không thay đồ. Không. Có mùi gì không? Không. Chắc không? Chắc. Đó đúng rồi. Phải mạnh mẽ là gì đó. Dễ thương đó nè, những người dễ thương tôi mới nói chuyện nhiều nha. Một cái đồ nhỏ có bị điện giật hả? Đây. Ủa đó, nó chơi mà có thiệt luôn hả? Dạ. Ủa điện giật cậu quẹo ngón tay vậy luôn hả? Vâng, tại vì cũng hơi tinh nghịch tí thì sờ vào dây điện. Có quẹo gì nữa không? Không dạ. Vậy cứ quẹo ngón tay. Dạ. Nhưng mà giờ dạ. Lấy vợ về có làm dâu không? Không, ở trong này luôn, nhà em ngoài Bắc mà. Hiện tại giờ là bao lâu thì lấy nhau được? Khoảng 1-2 năm thì tiến tới hôn nhân được. Có bây giờ khóc về tình cảm chưa? Không phải tình cảm thì hiện tại là chưa. Hồi đó giờ có ai chọc mình quá, mình tức quá, mình nói không được cái mình khóc chưa? Không, không sao chuyện đây được. Bữa nay muốn không? Thôi chị. Thôi ha, dạ. Thôi. Khó quá. Dễ thương lắm em. Rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Chị nói thiệt. Dạ, em tin chị. Tin chứ. Chị cái đó là chị nói đúng không á. Dạ. Chào anh Linh nè. Chào bạn. Dạ. Quá xinh rồi. Dạ, anh bên đây anh hơi nhút nhát chút xíu thôi. Nhưng mà tính hình thấy dễ thương lắm. Bạn gặp bạn chắc cười suốt ngày luôn á. Dạ. Bây giờ chuẩn bị bao nhiêu lâu mình có thể đám cưới được? Chuyện đó chắc là từ từ. Nếu xét đánh thì là bao lâu? Nếu mà xét đánh chắc khoảng 1 năm. 1 năm. Rồi, để mình thông báo nha. Dễ thương nhưng có vẻ cũng hơi khó tính chút xíu. Hôm nay bạn đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Có mẹ em. Chào Cát Tường và Quyền Linh. Dạ, cô thấy cái anh bệnh sao cô? Thấy cháu này thì hiền lắm. Mà công việc cũng ổn định rồi, thấy trước mắt là không có phải về ngoài Bắc được là cũng được rồi. Dạ. Nếu có 70% thì cô có ủng hộ 30% cho. Cô thì lúc nào cũng ủng hộ hết. Rồi nói gì? Cảm ơn cô. Nói gì? Thì bây giờ công việc của con cũng ổn định rồi. Thì nếu mà cô đồng ý thì
thì sẽ để cho hai bọn con qua lại. Theo như mẹ thấy thì con cũng nên cho mình cơ hội với bạn cơ hội. Mẹ nói vậy là coi như là mẹ chịu rồi đó. Con cảm ơn cô. Mẹ nói vậy là chịu rồi đó. Chị Tường nói không sai đâu. Em đi với anh đồng nghiệp cùng công ty. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Huy là em làm cùng với cùng công ty. Hai anh em làm việc cũng lâu rồi. Bình thường khi mà tiếp xúc với người lạ thì rất là nhát, nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy, hầu như là đứng trung tâm ấy, thấy là cái tính cách hai bạn hầu như là nó hơi bị trái ngược. Cái bạn bên này hơi mạnh mẽ, còn về cái tính của Huy thì hơi tình cảm. Khi mà lát nữa mà gặp nhau thì phải có cái ánh mắt nhìn nhau và 2 phút nói chuyện với nhau, hai bạn thấy hợp với nhau thì nên cho mình một cơ hội để là gặp gỡ nhau, tìm hiểu, tiếp xúc ở bên ngoài. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Khi nào mà quen rồi bạn trở thành trung tâm đúng không? Không có nhút nhát gì đúng không? Vâng. Rồi bây giờ kéo màn lên, mình quen rồi mình trung tâm không nha. Kéo màn lên. Bạn nói đúng đó, hai người trái ngược nhau, một người nhút nhát, một người mà cũng mạnh mẽ đó. Cố gắng thuyết phục nha. Bắt đầu. Chào cho anh ạ. Anh cũng muốn quà tặng nhau. Em cảm ơn anh. Em giờ đang làm việc ở Sài Gòn hay Bình Dương? Dạ, em làm việc ở Sài Gòn. Gia đình em cũng ở Sài Gòn luôn. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Còn anh? Em ở Bình Dương. Dạ. Nếu mà vậy thì một tuần anh lên được bao nhiêu ngày? Anh sẽ rảnh tất cả các buổi tối, tại vì công việc của anh chỉ làm giờ hành chính thôi. Thì là ngày nào anh cũng đi lên đây hết. Cái đấy thì hơi xa, thì chắc một tuần cố gắng khoảng 2-3 buổi là được rồi. Thì nếu mà em muốn hơn thì em sẽ cố gắng. Nếu mà hơn thì là khoảng bao nhiêu? Khoảng 4 buổi. 3 lên 1 buổi. Thế tại vì anh hay đi đá bóng nữa. Chiều anh cứ thường 2 ngày anh đi đá bóng một lần. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Từ chỗ em ra Gò Vấp hoặc là Bình Thạnh có xa lắm không? Tại vì anh không thạo đường Sài Gòn cho lắm. Dạ. Anh chỉ quanh Gò Vấp với Bình Thạnh là anh biết được. À, dạ chắc cũng khoảng 1 tiếng. Tiếng. Chắc không xa lắm. Tiếng là hơi xa so với con gái đấy. Dạ. Sao ý định lắm? Là mai mốt là ở đây từ Bình Dương chạy lên tới Gò Vấp, rồi bên đây chạy ra Gò Vấp. Chị sẽ ôm cái đó chị. À, cái đó em phải ghi nhận người ta rất là thật thà. Dạ. À, bạn gái cảm nhận Huy thế nào? Em còn thấy lần này cũng được, có thể là cho nhau một cơ hội. Sau này công ty em mà có chi nhánh ở Bình Dương thì em có lên đấy làm được không? Nếu mà có xe đưa rước hàng ngày, tại vì gia đình em ở đây hết mà. Câu là giả tỷ mai mốt mà hai người lấy nhau em đi về Bình Dương ở được hay không? Vậy anh lên quận 7 ở được không? Chắc cố gắng. Trời đất ơi, chung là ba phải nữa. Không phải. Gái lấy chồng phải theo chồng chứ em. Lỡ đó quận 7 có sẵn thì sao anh? Thì anh thích cái gì mình tự tạo ra. Dạ. Anh có sợ người hay ghen không? Ghen hay không, đối với người phụ nữ thì do ở người đàn ông. Đàn ông hay lăng nhăng hoặc là tính không chung thủy thì người phụ nữ sức khoát là phải ghen rồi. Còn đã yêu nhau thì nên tin tưởng nhau. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ đến với đồng ý hẹn hò hay là không đồng ý hẹn hò. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Cái này không cái gì? Cái gì? Hả? Sao vậy? Cái nào? Hả? Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Lo quá bạn hả? Gì mà... nắm tay, ta nắm bằng tay mà làm gì nắm cái cổ tay người ta vậy? Mà nó nghe nè, sao nãy bấm nút chậm hơn người ta vậy? Cái nút kia em thấy tạch cả em. Tạch gì đâu rồi. Mà bấm nhanh lắm, bấm liên tục rồi đó. Nhưng phải cái anh kỹ thuật đó. Anh tính hù thôi mà. Dạ. Cảm giác bây giờ trong người thế như thế nào? Bắt run một tí không? Có bàn tay này cũng ấm thêm một tí. Có xin mẹ chưa nắm tay vậy? mẹ cho phép đúng không mẹ? Trời ơi. Đây những cái quán phim. Chúc hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Phải tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cho tối xin phép đưa em đi xem phim. Điềm đạm phù hợp với tính cách của em. Trời ơi, chưa có nói chuyện câu nào hợp rồi. Sao khó quá vậy? Xấu lắm rồi bạn nha. Xấu chưa? Chưa có xấu. Chúng ta lại gặp nhau rồi quý vị ha. Không để quý vị chờ lâu đâu. Hai em trai. Dạ, em chào chị. Chào chị ha, một chút xíu nữa bạn gái vào là mình nói chuyện lớn lên nha. Dạ. Tại vì mình đang cách nhau một cái trái tim. Mình nói lớn lên thì cô ấy mới nghe được. Mới thuyết phục, mới chinh phục được cô ấy nha. Dạ. Chúc em thành công ngày hôm nay. Dạ. Rồi, đợi chị Tường một xíu.
Rồi, mời em gái đứng lên, bước lên. Ok, ngồi vô. Rồi, sau khi đã vào vị trí thì chúng ta có thể mở mặt nạ ra nha. Rồi, mở mặt nạ ra đi em. Dạ. Yeah. Dễ thương quá, ai cũng dễ thương hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hai bạn đã ngồi gần nhau rồi, chỉ cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu cho nhau nghe về tên tuổi, công việc và chỗ ở hiện nay của mình. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Vương ạ. Anh bên kia, em tên là Trần Thị Thẩm, năm nay em 28 tuổi. Hiện em làm công nhân ở Bình Dương ạ. Quê em ở đâu? Dạ, em quê em ở Buôn Ma Thuột. Quê ở Buôn Ma Thuột, dạ. Xuống Bình Dương làm. Dạ. Em tên là Võ Minh Tiền, hiện đang công tác tại Đắk Nông. Nghề nghiệp là kế toán. Là hiện tại giờ đang ở Đắk Nông? Dạ vâng, em đang ở Đắk Nông ạ. Rồi, nhưng mà hình như quê là giống nhau đúng không? Em dạ, ở đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk tới Đắk Nông rồi bao xa? Dạ, cũng gần á, khoảng 2 tiếng á. Tại em ở Buôn Ma Thuột hay em ở huyện nào vậy? Dạ, em ở huyện Cư Mơ Nga. À, Cư Mơ Nga cách dạ. Buôn Ma Thuột khoảng hơn 30 cây thôi em ạ. Dạ. Cũng gần mà. Dạ. Có hay về quê không em? Dạ, em hay về, mấy tháng em về một lần chị. Ồ, vậy dạ. Là cũng có cơ hội thăm gặp nhau thường xuyên ha. Lâu em tới thăm có được lần nếu như hẹn hò. Dĩ An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông này cách nhau nó cũng tương đương với nhau, cũng 245-260 km. Nếu mà để thật sự nó có cơ hội để gặp nhau thì em còn công tác nữa thì khoảng một tháng gặp một lần, hai ngày thứ bảy chủ nhật. Điểm mạnh điểm yếu của mình đi, em có những cái điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh thì biết một chút xíu về ca hát, nhiệt tình, hòa đồng, sống gần gũi với mọi người. Chính vì cái sự nhiệt tình mà nhận nhiều việc, giúp nhiều việc, giúp nhiều người nên là việc nó nhiều lên rồi. Đâm ra là tính tình nó nóng nảy rồi hay cáu bức rồi vậy à. Nên là nè, lo chuyện bao đồng nè. Dạ. Thấy không? Dạ. Bớt lại. Dạ. Tại vì chưa có bạn gái. Có bạn gái rồi mình phải dành thời gian chăm sóc bạn gái nữa. Dạ. Ha. Dạ. Chứ làm việc thiên hạ không là ai lo cho mình. Nhưng mà vậy là tốt đó, nó không phải khuyết điểm đâu. Còn em, điểm mạnh dạ. Điểm yếu em là gì? Em điểm mạnh em là cũng biết nấu ăn, cũng biết quan tâm chăm sóc với gia đình đó. Em hơi rúng trước đám đông, mà mỗi lần rúng là không phải là rúng bình thường mà rúng tay em cũng rúng. Nãy giờ là đang rung đúng không? Dạ. Bạn gái đang rất là rung. À, ta nhút nhát. Biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nói chung em cũng biết ca hát một chút. Bây giờ hát thử một đoạn cho đỡ rung đi. Làm thử vài câu cho đỡ rung đi. Thấy rung quá. Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay. Và ánh mắt anh xin vắng thế thôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu là sóng gió, hãy đi bên em đừng xa. Bởi em yêu anh rất nhiều. Nghe được không? Dạ, được vậy ạ. Sao? Bạn ấy có chất giọng tốt. Em làm lại câu cho bạn ấy đi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về. Gần nhau xa nhau mấy lối. Anh quên rồi chị. Rồi, cái này gọi là thử giọng. Ổn đúng không? Dạ. Trầm ấm được. Kính thưa quý vị, như vậy là màn chào sân đầu đã diễn ra rất là hấp dẫn, lý thú, trao đổi giọng hát nữa ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ. Em đã ly hôn ạ. Đã ly hôn rồi. Dạ. Hồi nãy em nói năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 28 tuổi. 28, dạ. Ly hôn bao lâu? Em ly hôn được 4 năm rồi chị. Cuộc tình của em kéo dài hơn 2 năm ạ. Xong em có một bé trai năm nay được 7 tuổi, đang ở với bố và ông bà nội ạ. À, rồi bây giờ mình có thăm nom gì không em? Dạ, lâu lâu em vẫn về để thăm nom. Dạ, là ở trên Đắk Lắk á. Dạ. À, vậy là lâu lâu em cũng về là cũng có ghé dạ. Thăm con. Dạ, mấy rồi, tháng em về. Cái người đó đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Rồi chia tay nhau 4 năm thì trong 4 năm qua em có mối tình nào khác không? Dạ không ạ. Có một vài nhưng mà kiểu giống như mới tìm hiểu thì em cảm thấy là không thích hợp á, tại vì em cũng qua một lần rồi em khó nói với người ta nên là em không có quen ai. À, tại vì người ta không biết em đã có gia đình rồi. Yeah. Mà em không dám mở miệng em nói. Yeah. Bởi vì thực chất khi mà nhìn cô bé này không có nghĩ là cô đã có một con và đã gãy đổ một lần. Em có ngại gì không sau khi nghe cô chia sẻ như vậy? Dạ em không có ngại ngùng gì đâu chị ạ. Hạnh phúc gia đình là phải yêu thương quý trọng lẫn nhau. Ví dụ như sau này mà ví dụ em với cổ thành đôi đi. Dạ. Rồi cuộc sống nó khá giả hơn hoặc là cái điều kiện nó thay đổi thì cổ muốn đem con của về nuôi thì em có đồng ý không?
Trước khi lái em cũng hoài luôn, chắc là em không nhận được rồi chị ạ. Dạ vâng. Có nghĩa cổ thì dạ, em không ngại, cái quá khứ là em không ngại. Dạ. Nhưng mà nhận nuôi thêm con của cổ đem về nuôi thì em không muốn. Không muốn. Lý do? Con thì bây giờ là phía bên chồng nuôi rồi, cho nên cái cơ hội đó mà xảy ra đem con về nuôi lại thì em nghĩ cũng có xảy ra. Dạ. Rồi, còn tình trường của em thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình chính thức là tụi em chia tay nhau từ năm 2009. Thì lúc đó em còn nhỏ, chưa tính nói chuyện lâu dài. Dạ, kinh tế thu nhập nó cũng chưa phải là đủ điều kiện để mà nuôi vợ con đảm bảo ổn định. Cách đây hơn 2 năm, em có quen cũng dạng yêu thầm vậy ạ. Tặng làm cùng cơ quan. Chính vì cái mình không đủ bản lĩnh để mà mình thể hiện được mình với bạn ấy cho nên coi như là tình đơn phương. Dạ, tình đơn phương. Dạ. Còn cỡ gần năm thôi chị ạ. Nhân ngày 83 thì em cũng tặng hoa tặng quà, nhưng mà dạng giấu kín bạn ấy biết rồi thôi, không nhận thì mình biết là kết quả nó không tới đâu rồi thôi, mình hủy luôn. À, tặng mà bạn nó không nhận. Dạ vâng ạ. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không có cái hình mẫu gì, em chỉ mong muốn đằng sau một người bạn gái biết yêu thương chồng con, tôn trọng bố mẹ hai bên, cao khoảng cỡ 1m53 trở lên, xinh xắn dễ thương dễ nhìn, nói chuyện hoạt bát như bạn đang bên kia. Em thấy chắc giọng bạn ấy giống như người Nghệ An Hà Tĩnh á. Người đó thì khu vực đấy thì họ cũng chịu thương chịu khó. Nghe giọng là thấy ổn ổn phải không? Dạ ổn ổn. Dạ. Phải chờ hồi hộp coi hồi mở cửa trái tim như thế nào đúng không? Dạ. Cho chị hỏi một câu, em có ngại về cái khoảng cách địa lý như vậy không? Bây giờ thì đường xá đi nó không dễ mà, khoảng cách địa lý thì bạn ấy bố mẹ cũng gốc bên Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Ừ. Cũng gần với em mà bạn ấy làm việc ở Bình Dương thì cũng gần đây mà. Ừ. Tiến tới hôn nhân thì em có sẵn sàng về quê ảnh về nhà anh sống không? Dạ được ạ. Về quê lại. Dạ. Rồi. Về làm em gần nhà em. Muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì cũng không quan trọng, mẫu người của em là cao trên 1m6, không có gia trưởng, ăn nhậu hoặc là chơi bời thì cũng phải biết điểm dừng thôi. Có ăn nhậu không? Thật ra thì trong công việc của em thì em làm môi trường nhà nước, phòng dịch vụ quảng cáo, khách hàng tụi em gặp rất là nhiều, thì mình quan hệ giao tiếp với người ta. Dạ. Nhưng mà đừng có lầy lội say xỉn rồi về rồi đánh đập vợ con rồi càm rồi gia trưởng, có không? Có mấy cái đó không? Những cái chuyện gia trưởng hay là nhậu nhẹt không có điểm dừng được, mấy cái đấy thì tụi em được đào tạo kỹ lưỡng lắm chị ạ, cho nên không có đến mức độ mà phải suy nghĩ mà gia trưởng đâu em. Một tuần đi nhậu mấy lần? Có tuần thì nhậu 2-3 lần, có nguyên tuần cũng có, nhưng mà rất ít điều đó xảy ra, nguyên tuần thì rất ít, có tuần thì không có. Có khi cả tháng thì gặp hai khách thì tụi em phải nhậu, đặc thù tụi em là phải phòng quảng cáo mà, khách tụi em rất là nhiều. Nhưng mà có vợ con thì mình phải sắp xếp công việc lại ha. Dạ dạ. Ok, còn gì nữa không em? Dạ không. Điều gì em không thích nhất ở người bạn trai? Em không thích là càm ràm, nói căng nhằn, ví dụ một chuyện nhưng mà đừng có căng nhằn nhiều quá. Hoặc là đồ mình mặc á, đừng có xét nét quá là được. Kiểu giống như là mình ăn mặc như thế nào. Dạ, như mặc sao đẹp là được rồi, đúng không? Rồi bây giờ đâu, để cho chị xem những tấm hình của em chuẩn bị coi nè. Và đây, tấm này cho lựa chọn cho nó dễ nè. Hãy lựa chọn cô ấy. Cái gì túi thui vậy? Vậy sao mà nhận ra được? Có điểm trong đây á chị. Trời ơi. Dạ. Ráng kiếm đi em. Em có thể gợi ý cho anh thì trong tay anh đang cầm hai tấm hình. Một tấm hình ngang có 3 người nữ. Một tấm hình dọc là có 4 nữ và 2 nam. Em gợi có thể gợi ý cho anh tóc vàng, tóc đen, tóc ngắn, tóc dài rồi giúp anh với. Em lớn nhất trong cái tấm hình chung 4 nữ và 2 nam. Nói chung là gọi là già nhất. Rồi em gợi ý cho cổ đi kìa, cổ mới khó, cái tấm hình tôi thui kìa. Anh thì đứng ở giữa cầm hoa, thấp nhất ở đấy. Trời ơi, vậy ông chỉ luôn rồi chứ không kêu tao đoán gì nữa. Em nghĩ bạn xinh xinh này quá chị. Đâu được coi, bạn này hả? Dạ. Chút xíu nữa em mở màn ra để em hỏi cổ có đúng không nha. Em đoán ra được chưa? Dạ em thấy luôn rồi. Đâu? Anh đã gợi ý là có cầm hoa này là trời em sẽ biết chắc chắn. Trong tấm hình có một mình ổng cầm hoa, ổng gợi ý người ta cầm hoa luôn. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau và kiểm tra xem cái giác quan đầu tiên của mình hôm nay đúng hay sai nha. Hãy nhìn vào hình của mình đi để xem cảm nhận của mình là đúng hay sai nha. Sao em? Sai rồi chị. Sai rồi phải không? Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy mặt nhau như thế nào? Mở cửa trái tim ra anh nhìn thấy em rất là xinh. Phụ nữ Việt Nam em rất là xinh, dịu dàng. Em thấy anh thì cũng khá là hiền, điềm đạm, phù hợp với tính cách của em. Trời ơi, chưa có nói chuyện câu nào hợp rồi. Nhanh nhanh nhanh. Buổi đầu gặp em, anh tặng em món quà, đây là món quà hạt mắc ca, rất tốt cho da và sức khỏe. Dạ, em cảm ơn. Chưa nha, đói bụng chưa? Đói ha. Dạ. Xin mời đồ ăn. Rồi bây giờ hai bạn
hãy thưởng thức món mì spaghetti mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Nhớ vừa ăn mà vừa trò chuyện với nhau nha. Mời hai bạn. Dạ. Anh mời em. Dạ, em mời anh. Em có ăn được cay không em ạ? Dạ, em ăn cũng được nhưng mà ít lắm anh. Không có ăn cay lắm thì em không ăn cắn được đâu. À. Dạ. Anh thì ăn được cay nhưng mà anh lại không muốn ăn mấy vì nó sẽ rất là nóng. Dạ. Hiện tại thì anh đang làm ở Đắk Nông ạ. Ừ, anh làm ở Đắk Nông. Em có mấy anh chị em hết? Nhà em có 6 người lận. Em là thứ tư. Em là người Nghệ An Hà Tĩnh gì hả? Em gốc Huế ạ. Ba mẹ em vô Đắk Lắk lúc em 2 tuổi á. Nên là em sinh sống lớn lên thì ở Đắk Lắk nhưng mà gốc em ở Huế. Em không có đạt được tiêu chuẩn của anh. Em chỉ cao có 1m47 thôi. Cái đó chẳng qua là một yếu tố trực quan bên ngoài thôi. Sau này á, nếu mà có cơ hội á, em vẫn muốn là mình có thể nuôi con. Anh, cái đó anh có chấp nhận được không? Cái đó đơn giản chứ không có vấn đề gì mà mình phải bàn nhiều. Dạ. Điều quan trọng nhất là em sẽ làm việc với phía người cũ kia kỹ rồi sau đó rồi mình sẽ về một cách hài hòa nhất. Thật ra đã yêu thương em thì chắc chắn là yêu thương những bố mẹ gia đình em và con cái của em hay là cái vấn đề gì. Dạ. Chứ còn mà nói em nãy anh chưa chia sẻ hết về anh biết làm công việc nhà, biết chăm sóc bản thân. Dạ. Biết nấu ăn một chút. Em cũng thích Nam biết nấu ăn một chút. Đôi lúc mà em có bận cái gì đó hoặc là em mệt hay sao đó vẫn có được một bữa cơm do chồng em nấu. Anh nghĩ thì nấu bằng chính trái tim, bằng chính tấm lòng của mình thì tất cả dở thành ngon lắm mà. Dạ đúng rồi. Sống trên Đắk Nông có một mình anh thôi, tất cả mọi thứ anh đều phải tự lo. Bố mẹ anh thì còn lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi. Dạ. Hello. Dạ. Chị. Sướng quá được ăn, tôi chưa được ăn nữa nè. Ngon không? Mì dạ. Ngon không? Mì ngon chị ạ. Mì ngon nhưng mà chắc không ngon bằng nói chuyện đúng không? Dạ. Nãy giờ trao đổi được nhiều chưa? Dạ cũng nhiều, cũng hỏi thăm về đời tư, hỏi thăm về mong muốn, nguyện vọng của bạn ấy như thế nào rồi xem mình có khả năng đáp ứng được bao nhiêu. Mình thấy khả năng hiện tại, mình thấy khả năng mình đáp ứng được bao nhiêu? Em nghĩ là nếu bạn ấy đồng cảm thì chắc em có khả năng hết. Tự tin như cái gì? Em nghĩ là mình sẽ là một bờ vai vững chắc để cho bạn ấy có thể chia sẻ tất cả mọi cái. Còn em? Dạ em thấy anh thì cũng được. Nhưng mà mong muốn của em á thì em cũng muốn về ở ngoài quê á, nên là anh ở Đắk Nông thì em thấy cũng hợp lý. Hợp lý, chị cũng thấy là rất là hợp lý đó. Bao nhiêu con người, bao nhiêu hồ sơ đăng ký với chương trình mà để chọn ra được hai bạn là cũng một cái khó khăn của ban biên tập đó. Người ta phải chọn. Tại thật sự có những cái nó phải trùng khớp thì mới dễ dàng đến chung với nhau được. Coi như hôm nay là một cái cơ hội, cái nhân duyên cho hai bạn nha. Còn cái sự quyết định là do mình, do cảm xúc của mình thôi. Bây giờ Tường có một trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn nha. Trên tay Tường là có một cái, những cái phiếu yêu cầu ha. À, chúng ta hãy bốc thăm và chúng ta bốc trúng cái gì thì chúng ta sẽ thực hiện điều đó, được không? Dạ. Đọc lớn lên đi em. Hãy thể hiện gương mặt của bạn lúc làm mặt xấu như thế nào. Làm đi cưng. Làm xấu nha, xấu nhất cái nha. Không xấu là thuộc gì dầu 5 cái luôn á. Sao khó quá vậy? Xấu lắm rồi bạn em. Xấu không? Chưa? Chưa có xấu. Chu mỏ dảnh môi lên. Anh... Sợ làm xấu không? Không có... Em không có lãng mạn, không có biết nói những câu ngôn tình. Cái này làm xấu mà lãng mạn. Nên là để mà thể hiện bày tròn cái gì đó em làm không có được. Bây giờ em làm đi, làm sao mà em cảm thấy mặt em xấu nhất á. 2, 3, mút mắc cỡ nữa. Chừng nào cổ ok mới được nha, nhanh lên nè. Nó là thục dầu nè. Như cái này được chưa em? Dạ được rồi ạ. Cái này là thông cảm nè, chứ tôi thấy chưa có xấu đâu. Rồi mời em. Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Đưa tay qua cho cô nắm đi em sướng quá rồi. Cảm nhận sao? Dạ cũng được. Lạnh thì cũng không lạnh lắm nhưng mà cũng được rồi ạ. Nói chung là không ấm lắm. Hôm nay em đi chưa tham gia chương trình với ai vậy? Dạ em đi với em gái ạ. Em ruột đúng không? Hèn chi tôi thấy xa xa có một cô bé đang ngồi rất dễ thương kìa, nhìn đi. Rất dễ thương mà nãy giờ dòm anh rể, anh rể tương lai đắm đuối luôn á. Chút xíu nữa nhớ mời em gái đi uống cà phê luôn nha. Dạ. Cười tươi lắm, không biết là chị mình có bấm nút hẹn hò hay không. Nói chung cũng hiền, cũng hợp với tính em. Nhưng mà em thích anh là sôi động hơn một tí. Tại vì em ít nói á. Mới gặp em á, người ta tưởng là em khó tính lắm. Nhưng mà thật ra em không có khó tính.
lắng nghe nguyện vọng của cổ rồi ha. Anh này không phải là ít nói đâu, anh này làm nhà nước là giao lưu liên hoan rồi là vui lắm nè, hát hò rồi cũng dữ lắm nè. Nhưng có lẽ là ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Thôi thì các bạn hãy cố gắng, nếu mà hợp lý thì cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Lúc đó biết đâu mình sẽ chạm vào những cái cảm xúc của nhau nhiều hơn nha. Hãy đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Phải suy nghĩ thật kỹ và hãy sống thật với cảm xúc của mình. Có rung động mới bấm nút, không rung động không bấm nút quý vị nha. Rồi hãy nhắm mắt lại đi các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý chúng ta hãy bấm mạnh vào nút, không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất vui bởi vì hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn rồi quý vị. Mời hai bạn về một phía. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt. Rất tự tin, rất mạnh dạn, không có cần xin phép luôn. Đây, gửi tặng hai bạn đây là những cặp vé xem phim tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim. Nhớ rủ em gái đi ăn, đi uống cà phê chung với nha. Cổ cười tít mắt dưới kìa. Dạ. Nhớ nha, dạ. Chứ không phải biết chị không đâu. Phải lo cho chị, lo cho em nữa mới được. Dạ. Nhất trí không? Dạ, nhất trí. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cố gắng ha, về chung một nhà và báo tin vui cho Cát Tường và cho chương trình nha. Dạ. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay bà Mai Cát Tường đã thành công rồi à. Cặp đôi này Tường thấy là cũng có khả năng lắm đây, bởi vì họ cũng gần quê với nhau, rất là phù hợp khi mà dọn chung về một nhà. Hy vọng là chúng ta sẽ chờ đón tin vui từ cặp đôi ngày hôm nay nhé. Đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa vào khung giờ rất là quen thuộc 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, FPT Play, FPT Truyền Hình, My TV hoặc là trang fanpage của bạn muốn hẹn hò. Quý vị hãy theo dõi và nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Rồi đó, thì em cũng đồng ý. Hả? Em cũng đồng ý. Hả? Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả thân mến đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Quyết thắng chứ chị hả? Quyết thắng ngày hôm nay sẽ thành công. Yeah. Mời đàn trai bước ra sân khấu. Xin chào, xin chào. Rồi, mời hai bạn trai ngồi đúng cái ghế của mình nha. Ổn chứ chị? Ổn rồi. Hai cô gái xinh đẹp của tôi, xin mời. Đi trước đàn cân. Trời ơi. Hai bạn trai và hai bạn gái thì đã có mặt tại cái ghế đúng màu của mình rồi. Người thân của hai bên thì không có mặt tại phim trường, chỉ có hai cái màn hình thật là lớn. Người thân của coi như là gia đình hai bên, họ nhà trai, họ nhà gái sẽ ngồi ở nhà của mình và vẫn theo dõi được chương trình. Một tràng pháo tay cho tất cả. Trời, hai cô gái xinh đẹp quá. Đạt thấy không Đạt? Dạ, hai cô gái ai... Bữa nay đàn trai không có người thân rồi. Chị đại diện cho đàn trai luôn hả? Hôm nay chị sẽ đứng về đội của em. Chị coi như làm người thân của em để chị tư vấn giúp cho em được không? Dạ rồi, em rồi, cảm ơn tin chị. Tưởng chị Tường không? Dạ em tin tưởng. Tin tưởng, yeah. Rồi bây giờ chị hỏi em luôn, giới thiệu tên tuổi của mình đi cưng. Chàng trai đó ngồi ghế màu gì? Đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Em là Huy, em sinh năm 93. Hiện tại em đang sống tại quận Tân Phú. Quê bố em thì ở Hà Nội, mẹ em thì quê ở Hà Tĩnh. Mẹ em thì sinh ra và lớn lên tại Hồ Chí Minh. À rồi, hiện tại mình đang làm công việc gì Huy? Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh. Thì em đang dạy ở chơi các trung tâm thôi. Đây cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, nãy giờ ngồi rất gồng, tự giới thiệu về mình đi. Em tên là Tú Uyên, em hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện em ở quận Nhất, làm ở quận 8, làm marketing cho một công ty logistics về nhập rượu. Thêm là có làm thời trang thiết kế của nhãn hàng riêng của em. Nhãn hàng riêng của em, nhãn hàng riêng của em là gì? Nhãn hàng riêng của em là Minor. Hả? Minor. Minor là gì?
Minor thời trước thì tên full nó là Minor Kleiner tiếng Đức, có nghĩa là cô gái đáng yêu của tôi ơi. Kiểu như vậy, cái cách gọi thân yêu của người Đức á. Dịch á thì giao dịch thì em đã chuyển về làm online luôn. Và chỉ nhận order thôi, order may đo thường là sơ mi quần tây với lại blazer cho cả nam lẫn nữ. Sản phẩm may mặc nhãn hàng của em luôn. Dạ đúng rồi. Tú Quyên nha Tường ơi. Rồi, tiếp tục chúng tôi sẽ đến với chàng trai ở ngồi ghế màu xanh. Các bạn lắng nghe nhé, em tên gì? Cầu Tiến có phải là đức tính bẩm sinh? Tôi nghĩ là không. Tôi đã dành hơn 5 năm để từ một sinh viên nghèo trở thành giám đốc. Tôi là Minh, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, 29 tuổi. Rất vui được chào mọi người, hai MC và hai bạn gái bên kia. Đầy đủ họ tên? Đoàn Phan Quang. Đoàn Phan Quang Minh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 92 gì ạ? Trời ơi, giới thiệu quá ấn tượng nha. Giám đốc công ty gì? Công ty của em chuyên về may mặc đồ thể thao. Công ty may mặc. Ủa sao tự nhiên bên kia thành như tôi mới nghe cái gì thể thao phải không Đạt? Dạ, bên đây là may mặc quần tây áo sơ mi. Bên đây cũng có một người may mặc luôn. Mà giám đốc công ty mình được bao nhiêu thành viên? Hơn 20 mấy người. Wow, quá dữ dằn. Ủa xin lỗi, rồi trong mùa dịch vừa qua rồi sao? Dạ phải đóng cửa lockdown, phải hạn chế rồi. Bây giờ đã hoạt động lại chưa em? Dạ chuẩn bị hoạt động lại. Đang sóng gió. Sóng gió ha. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây, thuyền vẫn chắc. Rồi, chúc em sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong cái công việc của mình để bù lại những cái thời gian vừa qua nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Rồi, hai chàng trai tôi ngon lành, một người thầy giáo anh văn, một người là giám đốc công ty may mặc. Còn em cô gái? Dạ, em là Phạm Ngọc Thủy ạ, quê ở Thanh Hóa, còn hiện tại là em đang sinh sống tại Sài Gòn. Ở Tân Phú luôn ạ. Em đang mở tiệm nail. 4 tháng nay thì em cũng nghỉ dịch. Em có làm nail online không? Dạ không, em không online. Em có buôn bán online ạ. Buôn bán online ghê vậy đó, quỷ đạt ác ghê vậy đó. Nail mà làm online làm sao đạt? Ôi nói chuyện thật thà dễ thương quá trời luôn Tường. Dạ, em hơi rung anh ơi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Nhưng mà Đạt ơi, hôm nay trước tiên đến cái phần giới thiệu của bốn người tham gia chương trình thì nó có một cái sự gọi là trùng hợp, nó hơi chéo chéo. Chàng trai ở ngồi ghế đỏ đó, bạn Huy đó, thì là ở Tân Phú. Thủy ngồi ghế xanh cũng ở Tân Phú. Mà cái cô gái ngồi ghế đỏ đó thì lại hợp với cái chàng trai ngồi ghế xanh bên tôi là cùng may mặc. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái sự ghép đôi này chẳng qua là chúng tôi ghép đôi với những cái thông tin mà các bạn ấy đăng ký tham gia chương trình thôi. Nó là tạm ghép đôi như vậy nha các em nha. Nhưng mỗi người đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc thì cơ hội sẽ được nhân đôi. Bây giờ thì để đi tìm hiểu rõ hơn một chút thì vẫn ưu tiên mời Huy ở chiếc ghế màu đỏ. Huy giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Cái gì kỳ vậy? Cái gì mà điểm mạnh gì vô tôi muốn bật cửa vậy? Như là em luôn đúng giờ này. Em chỉ được phép đúng khi mà phụ nữ kêu em đúng. Còn phụ nữ sai thì có thể sai em giặt đồ, nấu ăn. Chế lau nhà. Dạ. Thầy giáo rất duyên dáng. Điểm yếu thì em có buôn bán thêm online với lại dạy học nữa. Thì buôn bán về mặt hàng điện thoại, iPhone, iPad, MacBook á. Nói chung cũng nhiều việc cho nên là cũng nhiều khi trí nhớ nó hơi quên xíu. Thầy giáo mà còn bán hàng online nữa nha. Thầy giáo không phải dạy vừa đâu nha. Khách hàng chắc học trò mình không hả em? Đúng rồi anh. Mình có tập 6 giờ mới. Rụt rè vậy. Hơi lười. Có thể là em biết nấu ăn nhưng mà ví dụ như ở nhà mẹ em nấu em không nấu kiểu vậy. Em chỉ biết ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Sao thanh niên còn ở với mẹ được mẹ cưng chiều là chuyện bình thường. Thanh niên là có quyền lười, không có gì hết. Ha, Tú Quyên hả? Em thấy dạ, sao? Đúng rồi. Dạ không được. Điểm mạnh điểm yếu của em nào? Điểm mạnh của em, mình nói điểm mạnh trước. Đúng hay rồi. Mình nói điểm yếu trước đi. Tùy em thôi. Mình nói điểm yếu trước đi. Thật ra thì em điểm yếu thì thường là em kiểu em cũng không biết nữa. Là cái em không biết. Đó như thấy cái đó là điểm yếu em luôn rồi. Đúng rồi, tại vì em có cái là em hay quên á. Điểm yếu là hay quên. Dạ đúng rồi. Ví dụ như quên gì nè. Hồi nãy mình nói gì ta? Ôi trời ơi, con gái nó là dí dỏm rồi nè Tường. Bên chị có thầy giáo trị ca này, yên tâm. Mới vừa nói gì quên luôn, thật là hay quên. Em ví dụ, em rất là khó tính. Thường thì con gái thì hơi khó tính là được rồi. Nhưng mà cơ bản riêng em thì em rất là khó. Khó tính là ví dụ em khó về vấn đề gì? Em khó về thứ nhất là cách cư xử. Dù con trai hay con gái, nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá, tức là em không thích là em có thể là bye em đi về luôn, hoặc là em có thể là không join cái party đó nữa. Còn điểm mạnh của em thì em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Cho bồ câu ăn hay là ê bộ dữ là không cho bồ câu ăn được hả? Đúng rồi, anh cái gì đó hiền được. Nếu như làm cái thùy mị trong tâm chưa hiểu được cái thế nào. Em có thể mặc áo dài nấu ăn. Ồ.
Ủa gì vậy em? Ủa rồi là chị Hiền, chị giữ là chị không mặc áo dài được hả em? Sao hả? Kêu là em phải sâu cái Hiền á chị. Tức là bây giờ em ví dụ điển hình luôn, để em mặc áo dài cho nó Hiền luôn. Có không? Chị thấy chị mặc áo dài chị vẫn giữ đó em. Nó không phải Hiền nha, áo dài nấu ăn là Hiền. Không, ý là em chỉ muốn ví dụ cho anh thấy rằng em có thể là Hiền từ trong nội tâm, là thể hiện là một cô gái Việt Nam mặc áo dài và thôi bây giờ cổ nói của Hiền được. Mình tin của Hiền đi. Thì đúng rồi. Em cũng khó nữa rồi để cổ nói. Hiền lành đáng yêu dịu dàng trong sáng. Trời ơi, đáng yêu dịu dàng trong sáng, thầy giáo chết chưa? Chết thầy giáo rồi. Rồi. Bây giờ về nhà là mặc áo dài nấu ăn nè. Đó, dữ dằn luôn. Bên đây thầy giáo cười tủm tỉm luôn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bây giờ chúng ta sẽ bắt qua tới chàng trai bên này, bạn Minh, giám đốc công ty may mặc nè. Mời em, điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là gọi là keo kiệt. Các khoản chi tiêu của em thì nó phân thành tất cả các hạng mục thì em sẽ không vượt được, ví dụ như tiền cho gia đình hay là tiền cho chính mình hay là tiền cho bạn gái hay là tiền cho các mối quan hệ về ngoại giao hay là từ thiện thì em cũng sẽ phân thành các hạng mục đó. Cái đó đâu không phải gọi là keo kiệt, cái đó là mình là người có kế hoạch chứ làm sao gọi là keo kiệt được. Tại vì trong cái kế hoạch của em mà còn có chi cho bạn gái, chi cho từ thiện thì không thể nào nói em là người keo kiệt. Keo kiệt là mà là người sống có kế hoạch. Ví dụ như là em sẽ cho bạn gái 20.000, làm từ thiện 10.000, sáng nay ăn 5.000 thì đó mới gọi là keo kiệt chứ. Dạ cũng có phải đó đó. Dạ cũng có phải đó. Trời ơi, cái gì? Cũng khoảng đó luôn hả? Dạ có nghĩa là có hạn mức và không vượt quá được, nghĩa là em rất kỷ luật phần đó. Có nghĩa là tất cả có kế hoạch hết mà dạ, rủi có phát sinh là không được. Dạ có nghĩa là em sẽ rất bực bội về cái vấn đề mà phát sinh. Mới quen bạn gái đột xuất rồi sinh nhật rồi có chi để mà mua quà rồi tặng bạn gái, vậy là nó trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch? Quan trọng thì mình phải ưu tiên. Có nghĩa là có dự phòng là có bực bội không? Bạn gái hạnh phúc là mình vui. À, vậy thì đâu có phải gọi là keo kiệt. Tốt, cái đó là điểm mạnh, phải điểm yếu em. Điểm mạnh. Ồ vậy hả? Còn gì nữa không? Cái điểm mạnh thực sự mà em cũng nghiên cứu, có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Cái gì? Cái gì? Mình nói gì vậy? Sao người ta đứng chỗ đó mà bị em bị mềm liền. Mời em giải thích. Dạ, có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Có chỗ đứng, ví dụ như là qua cái dịch Covid thì mình nhìn thấy là cái cảnh mà người tha hương về quê. Đó thì mình thấy voi thì coi lại mình. Có chỗ đứng ở đây nghĩa là mình phải có một cái nơi ăn trốn ở và không ai đuổi được mình. Có nghĩa là ví dụ như là nhà ở hay là cái gì đó, khẳng định về cái đó là có chỗ đứng. Cứng chỗ đó là cái gì? Đó, còn cứng chỗ đó là nghĩa đen là chắc mọi người cũng biết rồi. Cơ bắp hả? À, cơ bắp. Rồi còn nghĩa bóng là cái gì? À, nghĩa bóng có nghĩa là người đàn ông cần phải có ý chí cứng cỏi. Cứng rắn. Đó, chính xác. Nghĩa là nếu mà vị trí hiện tại là mình là công ty đi, chủ công ty thì mình phải có một cái nghị lực. Vị trí gia đình thì mình phải là trụ cột của gia đình, mình phải cứng cỏi với ý chí và nghị lực. Đầu tiên trước là phải là sức khỏe, trước hai là những ngoại giao. Ngoại giao thì biết cứng là... rồi đó, sức khỏe từ từ biết. Ai biết biết sao mình biết được. Thì đó. Giám đốc đã lên tiếng. Ồ sao càng ngày càng đổ mồ hôi quá vậy? Tại nghe đâu đó là... bình thường thôi Thủy. Dạ. Không gì sợ, người ta có chỗ đứng người ta dạ. cứng chỗ đó luôn rồi. Bây giờ em sao nè? Mạnh em yếu thì, em sao nè? Yếu trước anh nhé. Yếu em yếu gì nè? Em thì ít nói, em cũng không có đi hay ra đường á. Nói chung là em chỉ ở nhà không nên em hay run. Chủ tiệm nail mà run gì? Không, em run lắm anh ơi. Tại vì em chưa bao giờ mà em tiếp xúc nhiều người á. Em mà hay quên nữa. Nhút nhát hả? Nhút nhát, dạ đúng rồi, nhút nhát lắm anh. Bây giờ mạnh dạn anh đi có gì đâu. Dạng không, mạnh em mạnh mẽ lắm rồi đó. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Người ta có chỗ đứng cứng chỗ đó luôn rồi kìa. Bây giờ em nhắc nhút hoài cái đó hồi người ta xỉu luôn. Thì bây giờ em xỉu luôn đây luôn. Em gồng lắm luôn ấy anh. Gồng luôn rồi. Điểm mạnh nè. Điểm mạnh của em á là hả, cái gì cũng biết làm anh ơi. Những cái việc là làm nấu ăn nè, em cũng biết may. Nói chung cái gì em cũng biết á. Đánh võ. Võ em cũng biết đánh luôn anh. Đánh võ luôn. Dạ. Em giữ vậy ta. Đúng rồi, ngày xưa em đánh nhau ở trong lớp mà. Em đánh nhau ở trong lớp mà. Trời, năm đó năm lớp mấy? Năm lớp 5 anh ơi. Năm lớp 5 em đánh nhau. Vậy mà em nhút nhát gì? Nhưng lúc đó em còn võ, còn bây giờ em lớn rồi. Em lớn rồi. Đánh quá, giờ nhát. Hồi đó đánh nhau đánh thắng hay thua em? Dạ chị ơi em thắng, vậy lúc nào em cũng thắng hết. Trời ơi trời. À. Em đánh trai luôn anh. Đánh trai luôn. Dạ đúng rồi. Sao đánh người ta vậy? Tại vì nó láo vậy. Tại vì nó láo. Tại vì nó láo vậy. Nó láo vụ gì? Thì nó chửi em anh. Chửi sao? Đi chăn trâu á. Hồi đó em ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi, em ở quê. Em ở quê em đi chăn trâu. Đúng rồi. Xong rồi chọc em á nên em đánh thôi. Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao? Cái gì sao rồi? Sao sợ luôn trai luôn á.
không có kỹ năng phòng vệ gì là tốt. Có em, à? Nếu mà em á, em sợ không? Không sợ, em cũng học võ rồi. Võ gì? Đó, taekwondo. Thiệt không? Dạ có. Đai gì? Chỉ có đai xanh thôi. Đai xanh thôi. Em có cái đột biến tâm lý gì không mà từ quất người ta hết mà bây giờ là run rẩy gì? Không, bây giờ là kiểu như em lên Sài Gòn á, kiểu như em chỉ anh với nhà không nên em run. Nhưng mà giờ vợ tỷ ai ăn hiếp em nữa, em có quất nữa không? Không, em run lắm chị. Nhỏ ngầu nhiều là bây giờ yếu điệu thục nữ nhiều á. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình vô tình trường đi, ưu tiên phụ nữ trước đó. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em có một vài. Một vài. Một vài. Vài. Chữ vài là bao nhiêu nè? 1, 2, 3. 3 người. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mối tình thứ 3, là 3 năm trước. Còn mối tình đầu tiên là bao lâu? 3 tháng mà mắc cười nhất. Đó là em 21 tuổi á là. Sao mắc cười? Để em kể chuyện cười tình yêu cho anh coi coi. Để em kể anh nghe. Đó lúc là sinh viên á, thì do năm hồi đó đi học cấp 3 là không bao giờ biết bạn trai là gì hết, toàn đi chơi game thôi. Thế xong rồi lên sinh viên thì thấy ai cũng có bồ, thấy theo các bồ có gì vui mà mọi người cứ cặp nhau. Em hồi xưa là game thủ. Dạ đúng rồi, audition. Audition, ai cũng có bồ hết chứ mình không có. Cái sao nè? Thấy lạ, anh thấy tò mò. Cái xong rồi em cũng cặp bồ với một bạn trong lớp, quen được thời gian á, 1 tháng 2 tháng gì đó, cái bạn đó nhắn tin với một bạn lớp cái bên nữa. À. Cái xong rồi cái em thôi chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai nó nhanh không? Thứ hai thì 1 năm. Một năm luôn. Hình như em bị gì anh, kiểu như em cứ bị một cái lời đó, kiểu như là em cứ quen bạn trai, các bạn trai cứ tháp Eiffel trên đầu em vậy. Chấm một cái tháp Eiffel trên đầu em. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ba bạn kia thì nhắn tin bạn, rồi bạn thứ hai thì cũng thì nhắn tin nhiều người hơn. Nhắn tin nhiều người hơn rồi đốt có một cái tháp luôn. Đúng rồi, trời, một cái tháp luôn, cái tháp Eiffel, xong rồi cái em chia tay, xong bạn thứ ba. Sâu đậm nhất nè. Một cái lạnh mắt. Một cái gì? Cái làn mắt 81. Một cái bự hơn nữa. Đúng rồi. Mà sâu đậm nhất. Đúng rồi, sâu đậm nhất mà nguyên một cái làn mắt 81 luôn. Kéo dài bao nhiêu lâu? 2 năm. Là nói chung là 3 cuộc tình vì bị cấm sừng hết. À đó, nó là vậy. Đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi chưa có bồ tiếp? Chắc cũng gần 3 năm rồi. Hy vọng lần này thành công rực rỡ nha. Không nha. Ha. Mời thầy giáo, nãy giờ cảm xúc gì khoanh tay rồi. Trời ơi, thầy tôi nghe kể chuyện có đem sừng theo không? Dạ. Phụ nữ không có thích bị cấm sừng dạ. Nha. Dạ dạ. Mà em sao, có cái gì ghê gớm trong cái tình trường không? Xưa giờ thì em quen 2 người. Ừ. Thì một người đầu là năm nhất đại học thì em quen được 2 tháng. Ừ. Lúc đó mới lớn thì vui cho biết thôi. Rồi. Cô cho biết luôn hả? Dạ dạ. Còn người thứ hai là em mới chia tay năm ngoái. Mối tình nó kéo dài bao lâu? 1 năm. Tuổi đó là cũng tuổi kết cặp kê, kết hôn được rồi, lý do gì chia tay? Em cũng đề nghị năm nay cưới. Ừ. Nhưng mà bên bạn nữ kêu là chưa sẵn sàng. Em nghĩ là nếu mà chưa sẵn sàng thì không nên tiếp tục. Cái quan điểm của em nó khác mọi người là không muốn kéo dài quá lâu. Kiểu 5, 6, 7, 8, 9 năm gì đó em thấy cảm thấy nó hơi không bị thiết. Em chỉ thích quen khoảng 2-3 năm là cưới là vừa. À, cổ bao nhiêu tuổi, cô nhỏ hơn em mấy tuổi? Bằng tuổi em. Bằng tuổi là tới cái tuổi là lấy chồng rồi mà có người cầu hôn là vui chứ. Nói chung là cô đó đang trên đà phát triển sự nghiệp chị. Cho nên là có nguyên nhân. Cuối cùng là chọn sự nghiệp, em tôn trọng quyết định rồi em ra đi thôi. Lần này mà quen nữa là bao lâu nữa để kết hôn là phù hợp với em? Em muốn cưới trước 30. Nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Một năm mấy nay là cũng chưa có cái gì hết đúng không? Từ đầu năm tới giờ. Ờ, cũng dịch giả quá, đúng không rồi, đi ra ngoài ha. Tập trung dạy học với buôn bán thôi. À. Chị biết là Covid á, người nhà em cũng có mất. Một số cái khác nó liên quan nữa nên là cũng phải chi nhiều lắm. Thôi chị chia buồn với em quá. Nhưng mà chị em mình còn ngồi đây được là hạnh phúc rồi. Dạ, đúng rồi. Ha, thôi cố gắng nha. Thủy còn rung không? Em hả, lúc nào nãy giờ rung. Khi nào em bình tĩnh lại, chuyện tình yêu của em như thế nào? Chuyện tình yêu của em là 2 hoặc 3 người gì đó. 2-3 người gì đó. Dạ đúng rồi. Chính xác là con số bao nhiêu? 3. Ba. Mối tình đầu của em thì là năm em 19 tuổi anh. 19 tuổi. Dạ, quen nhau được 3 năm. Thì em đi bói, bà bói nói bồ em. Đi coi bói thì sao nè? Dạ, bạn em nó rủ em đi coi bói nhưng mà đây là em không có bói. Mà lúc đó thì bà bói mới nói là có coi luôn cho bé này không? Em nói là không, bà nói coi đi. Thì em nói thì cô tự nhiên coi đi theo chơi thôi mà riêng bà nhìn thấy cái bắt dông luôn hả? Dạ, xong rồi bà nói là hả bồ em đang ngoại tình nhưng mà em không có tin. Bồ em lúc đó đang đi công tác, em mới gọi điện cho bồ em nhưng mà gọi không có được toàn thuê bao không mà bình thường bồ em đi công tác á em gọi được, xong rồi em hơi nghi nghi, xong á thì em về thì em chặn đầu em nói thôi, rồi bồ em kiểu như khai ra hết anh. Là lúc đó là không có đi công tác mà là đi du lịch với gái. Trời ơi, xong phim luôn. Sao bữa nay tình trường của mấy cô gái tôi éo le dữ vậy trời. Bồ em này đòi là đòi cưới 2 vợ. Hả? Bồ em này đòi là đòi cưới 2 vợ. Hả? Trời ơi, nói thẳng nghe em vậy luôn hả? Dạ vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Rồi đó thì em cũng đồng ý. Hả? Em cũng đồng ý. Hả? Đồng ý hay không đồng ý? Dạ em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý nhưng mà em biết bố mẹ anh không cho.
Trời đất ơi, cái thời buổi này thời buổi nào rồi em? Trời, em nghĩ như cái thời xưa hay sao mà là đàn ông lấy hai vợ mà đồng ý. Lúc đó 19 tuổi vậy. 19 thì 19 chứ. Kiểu như bồ em á đi chơi với em thì kể anh bé kia. Trời đất, em tức quá nên em chia tay luôn. Ờ, đúng rồi em, bỏ đi em. Có tiếc nuối gì không? Dạ, lúc đầu thì em cũng hơi tiếc nuối. Nuối gì? Bồ của em á, là ngày nào cũng ở bên em mà em không biết thời gian nào để dành cho gái, em không biết luôn. Hay lắm em ơi, đàn ông người ta hay lắm, chỉ cần chích mắt me hở một chút xíu thôi là đã hốt cô khác được rồi. Không, tùy người chị. Tùy cái gì, em cũng vậy thôi. Không có chị ơi, em rất là nghiêm túc. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Xong mối tình thứ hai thì em quen được mấy tháng á. Nói chung là quen rồi, em không biết quen hay không, em cũng có thích. Nhưng mà kiểu như hai đứa quen nhau một thời gian, hai đứa tự im lặng nên em cũng biết không biết có phải là quen hay không nữa. Mối tình thứ ba cách đây cũng được 2 năm. Thì quen nhau xong rồi phát hiện người đó có vợ. Trời ơi, trời ơi. Xong thì tụi em thôi. Bạn chắc đi làm mai nhưng mà quen xong rồi được mấy tháng thì phát hiện có vợ nên em cũng tự động rút lui. Anh em đốc trẻ, anh có vợ chưa? Chưa. Lên đây gặp chị Tường là phải có giấy xác nhận độc thân. Phải có giấy xác nhận đàng hoàng nha, chứ để tôi mang tiếng nữa. Cô gái đẹp bên kia, ba mối tình mà đều bị gọi là đàn ông lừa gạt hết trơn, phụ bạc hết trơn đó, em thấy sao? Đời đắng cay quá vậy. Đời đắng cay quá hả? Em mấy mối tình rồi? À, tình trường thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất, xuất ngủ về thì em đi làm nhân viên kinh doanh chung với bạn ấy trong công ty. Sau đó thì mình cũng quen, tại vì trong một cái tâm là muốn kinh doanh. Đó là chung một cái y danh đó nên dễ nói chuyện và dễ trao đổi. Nhưng mà qua một thời gian dài thì mình cảm thấy có những cái điều khác biệt với nhau. Nhưng mà kiểu như hai người cùng muốn làm kinh doanh, cùng muốn ra ngoài á, cùng muốn thể hiện mình. Như cái nồi với cái vung đi, cái hai người cứ muốn là cái vung, là hai người chỗ nhau chỉ đó toàn nha thôi. Cũng giống giống trường hợp tương tự như thầy bên đây vậy đó. Rồi cái mối tình gần đây nhất thì như thế nào? Mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 6 tháng là mình chia tay. Quen biết qua bạn bè kinh doanh, bạn ấy lớn tuổi hơn mình, cho nên lớn hơn mấy tuổi? Mình như 3 tuổi. Cái đó cũng là một lý do, với lại là mình nói chuyện nó không hợp nữa. Chứ ngay từ đầu mới quen là biết người ta lớn tuổi hơn không? Dạ chưa biết chứ. Về sau nói chuyện dài lâu hơn mới biết. Rồi bây giờ quay trở lại với thầy giáo. Em muốn tìm một cái người vợ, người bạn gái của mình là một cái người như thế nào? Thân hình ưa nhìn, với lại suy nghĩ có cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhà gần trong thành phố. Đó, cổ thành phố đó. Trời ơi, thầy giáo xong rồi. Bây giờ giám đốc. Giáo nè, tôi giám đốc. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thân hình chứ hay. Thân hình. Dạ. Thì em nhớ ông bà dạy có một câu: thắt đáy lưng ông, một dạ yêu chồng, nhất mực thương con, béo trục béo tròn, ăn dụng như chớp, đánh con suốt ngày. Ủa là gì, ý nghĩa gì vậy? Là em sẽ thích cái mẫu hình thắt đáy lưng ông. Ví dụ như chị vậy là thắt đáy lưng ông không? Dạ đúng rồi. Ủa vậy luôn hả? Dạ, ý là nó phải có 3 vòng dễ thấy. 3 vòng đầy đủ phải không? Đúng rồi, 3 vòng đầy đủ. Là có nghĩa là thích cái người có chuẩn 3 vòng. Dạ, người yêu về sức khỏe của mình, tại em yêu cũng chuyên về may đồ thể thao á, cho nên em cũng tập luyện thể thao cho bản thân mình. Có nghĩa là mập là em không thích. Dạ đúng. Còn về tính cách là thích người phụ nữ sạch, không dơ. Dơ ở đây là còn có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nữa. Nghĩa đen ở đây là sạch sẽ về cơ thể. Rồi. Nghĩa bóng ở đây là từ anh bạn của em trải nghiệm. Có nghĩa là về cái tâm trí của mình, bi quan và tiêu cực. Mình nghĩ là tôi tệ quá, hay tôi ốm quá, hay tôi mập quá, hay tôi gầy quá. Những cái tiêu cực đó làm cho mình mệt mỏi và em cảm thấy sợ những người đó. Cô gái, đáy thắt lưng ông nha. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào nè? Từ trước giờ em không có đặt ra mẫu hình lý tưởng, như là khi mà gặp thấy nói chuyện hợp, tính cách hợp rồi kiểu như là chịu được em là được thôi. Em thích con trai khuôn mặt nhìn sáng, thông minh, cao ráo, người chắc sporty, thích chơi thể thao, nam tính. Nói chung là em hơi nhão, tính cách cũng phải nam tính. Thầy giáo nói thầy giáo hơi nhão quá, chắc ao quá. Còn Thủy? Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Em thích là em thích, mà em không thích thì em sẽ nói em không thích. Cái cảm xúc đầu tiên đúng không em? Và em thích thì em có thể em tỏ tình trước cũng được. Wow. Đó chị. Em tỏ tình trước luôn. Dạ, em thẳng thắn vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, không cần phải trai nhiều tiền, tại vì em cũng làm ra tiền của ai người xài. Cái cô này tôi thích nè, cái nết cô vẫn như cái nết thời Trăn Châu á. Mà đặc biệt em cũng không cần tỏ tình nhiều, anh trai em thích á, chỉ cần em địa mấy cái địa là thích em à. Trời ơi. Cái này là không phải là em tự tin, nhưng mà tại vì đi lên sân khấu thì em hơi run, chứ ở ngoài á thì em địa ai là em phải. Hồi nãy chị nhận xét em đúng không? Em phải cua cho bằng được đó chị. Đúng rồi, cái nết chị Tường đó. Tôi là tôi chịu mấy người hôm nay lắm luôn đó nha. Hello, chào hai em gái xinh đẹp trên màn hình. Chào người thân của hai bạn nữ. Nãy giờ tụi em nghe rõ hết không? Dạ, nghe. Cho chị hỏi ai là người nhà của Quyên? Dạ em ạ.
Rồi, em tên gì? Dạ, em tên Xuân. Hồi nãy giờ Xuân nghe hết về những cái chia sẻ ha, đặc biệt là của hai chàng trai hôm nay ha. Các em có ý kiến gì không? Với em thì Uyên là một người rất là cá tính, rất là yêu thích làm đẹp. Em mong là Uyên trong chương trình này sẽ kiếm được một người hợp với mình ha. Và chúc cho chương trình sẽ diễn ra thành công. Không, mà theo em thì ai hợp với lại Quyên hơn? Theo như cá nhân em thì em nghĩ là anh Minh sẽ hợp. À, anh Minh ở ghế màu xanh sẽ hợp với Quyên ở chiếc ghế màu đỏ. Hợp là hợp chỗ nào cưng? Quyên thì có vẻ đầm hơn, còn Minh thì có vẻ sôi nổi hơn, sẽ hợp với Uyên hơn. Cảm ơn em nha. Cho chị Tường hỏi người nhà của Thủy nè. Em tên là gì em gái? Dạ, em tên Hảo à. Em là bạn thân của Thủy. Em nghe những chia sẻ của tất cả các bạn ở đây thì em có suy nghĩ như thế nào? Dạ, em cũng mong là hai bạn nữ sẽ tìm được cho mình nửa kia. Tư vấn cho bạn mình, thí dụ lựa chọn một anh thì chọn anh nào? Anh thấy Thủy thích hợp với ai? Em thấy Thủy hợp với anh thầy giáo hơn, còn hồi quyết định vẫn là ở Thủy. Anh ghế xanh á, thì em thấy anh hơi chụp chạc. Tại em chơi với Thủy lâu rồi nên em biết tính cách của Thủy. Thủy thì hiền, tốt bụng, cái gì Thủy nó cũng làm được á, giỏi lắm, có hiếu gia đình nữa, hiền lắm. Cho nên em nghĩ hiền là hợp với thầy giáo đúng không? Dạ em. Chị cảm ơn em gái nha. Giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa chị? Chần chờ gì nữa thì cho người ta gặp nhau đi chứ chần chờ gì nữa. Rồi. Mở cửa trái tim. Đĩa đi. Xin phép. Đó, trời ơi, nhánh làm gì chần chờ gì hai nữa. Tụi mình ha. Tôi né qua cho những người đàn ông thể hiện liền chứ. Xin phép thằng bạn ha. Cái món quà này trước khi tặng thì mình cũng muốn cảm ơn bạn nam này. Thì hồi nãy chúng mình mới gặp nhau, mình chưa chuẩn bị quà thì mình cũng xin phép là hỏi bạn nam để nhường lại cho mình một món. Thì rất là cảm ơn bạn nam đã nhường cho mình món quà này. Tại gì vậy? Mình cũng kết nghĩa anh em, dù kết quả như thế nào thì vẫn là anh em. Ủa gì vậy? Okay. Gì vậy? Không có đâu, hôm nay mình là địch chứ phải là bạn đâu. Đừng có giả làm như vậy. Đây là món quà của Nguyên gửi cho thầy giáo. Áo của em làm. Áo em làm luôn. Wow, kiểu hả? Wow, đẹp quá. Cảm ơn bạn ạ. Mời hai bạn nữ khui quà. Này chắc vậy chia đôi ạ. Trời, hai đứa này sao kỳ vậy ta? Sao hai bạn trai này lên để bắt tay nhau rồi áo chia đôi nữa, tôi nghi ngờ lắm ạ. Nó hơi hồng á. Ủa cái gì? Ủa? Đây cũng vậy luôn hả? Đúng rồi chị. Sao tự nhiên tặng luôn á chị? Tặng đồ đôi cho hai bạn nữ vậy? Cái này là đồ đầu tiên em xách xong rồi mang tặng hai bạn. Ý muốn là muốn tập thể dục thể thao cho khỏe. Xong rồi ngoại giao với bạn này thì em xin được tại chợ. Có nghĩa là luôn hả? CEO hai cái này chợ là điều của em. Cái này là size gì đây? Dạ size M. Hai cái size M luôn. Dạ dạ. Nhưng mà nó có co giãn phù hợp không sao hết. Để bộ đồ. Tại sao không tặng size S, không tặng size L mà tặng size M? Cái đó phù hợp với nhiều người á. Từ từ mình đổi sau được đấy. Bao đổi trả. Em mặc size gì? Em mặc size M luôn á chị. Em mặc size gì? Em mặc size S. Không sao, không size S là tại em chưa có bạn trai. Em có bạn trai em lên size M. Cảm ơn món quà của các bạn. Rồi bây giờ hai chàng trai nắm tay nhau về đi cưng. Nãy giờ sao em có địa được ai chưa? Em thích bộ này. Do em cũng hay mặc đồ như vậy luôn á. Thích bộ đồ thôi phải không? Đúng rồi, em thích bộ đồ. Địa hai kia chưa? Anh bán đồ, quên, anh may đồ phải không? Thì bữa nào anh tài trợ cho em mấy bộ nha. Yên tâm. Em có vẻ thực dụng quá, người ta đang mai mối và em thực dụng quá. Không, nhiều khi đó là chiêu địa của người ta. Đúng đó. Rồi, chiêu đó. Bây giờ vậy nè, hai thanh niên mình chủ động đi, bốn bạn trao đổi với nhau để mình tìm hiểu thêm, coi mình còn có cái gì nữa. Ưu tiên thầy giáo đi. Theo quan điểm của hai bạn thì mẫu hai em bạn bè gì đây? Hai em thì mẫu bạn trai lý tưởng nếu mà không phù hợp mà được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Muốn em nào trả lời theo trước? Hai em luôn chị. Nói trước đi chị. Chị nói trước rồi. Đó, nhường nhịn nhau rồi. Rồi Quyên nói trước. Hôn nhân là nó là một con đường đi dài. Chứ không phải là nó tạm mà mình phải nói là tạm chấp nhận ra được. Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Tại vì nó đi rất là sâu, rất là dài với nhau. Em không thích một cái hôn nhân nó giữa chừng. Tại vì hôn nhân nó còn gắn liền với trách nhiệm và con cái nữa. Nên em muốn là ít nhất phải là 80-90% hòa hợp nhau. Còn em thì dễ tính hơn. Em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Khi mà mình quen nhau á
Nếu mà mình thấy người này người kia sao thì mình có thể sửa được. Chứ mình mới gặp nhau thì mình không thể nào mà mình chọn một người mà quá cao. Em thì bình thường thôi ạ. Khi mà mình quen nhau rồi thì nếu mà mình không thích cái gì của người đó thì mình sẽ nói. Mà người đó không sửa được thì thôi, chia tay. Nhưng mà cũng có cơ hội đúng không? Cho ta cơ hội đúng không? Quyên là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93. 93. Thủy sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93 luôn. Ồ, tụi em là con chặt chặt tuổi nhau hết. Hồi nãy thì Huy có chia sẻ là muốn kết hôn trước 30 đúng không? Dạ. Em hỏi thử hai cổ suy nghĩ đó như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của mình á, nên kết hôn trước 30 tuổi thì nó sẽ tốt hơn. Có thể là sự nghiệp mình chưa ổn nhưng mà cũng nên cưới trước 30 rồi hai người cùng cố gắng cũng được. Mời Quyên. Riêng với em thì tại vì em đã không có bạn trai 3 năm rồi, em có mà đặt nặng vấn đề là phải có bạn trai. Thì mình vui vẻ là được. Còn vấn đề về hôn nhân á, thì lúc đầu em không nghĩ đến chuyện đó. Em muốn là đợi thật là đúng người, thà trễ một chút nhưng phải thật sự là đúng người. Thì bao nhiêu tuổi cũng được. Vì em không muốn là chỉ vì mà mình cứ đặt target trước á, là 30 mà mình phải bắt ép và gượng ép bản thân mình bị vội vã quá. Nếu như bạn bị vội quá thì đôi lúc những quyết định của bạn sẽ bị phân tâm và không chính xác. Nhưng mà do mẹ em nói rằng nếu năm sau Uyên không lấy chồng, mẹ sẽ bỏ nhà đi. Đợt trước mẹ em vì muốn chị em lấy chồng thôi mà đã 12 giờ đêm ra ngồi vườn Thanh Long ngồi ngoài đó. Vậy đó hả? Là mẹ em cũng chơi bỏ ra khỏi nhà nửa đêm rồi. Đúng rồi, kiểu như là đánh đòn tâm lý chị em. Mà chị em kiểu như là người cũng cứng rắn lắm luôn. Mà đánh đòn tâm lý chị em mấy ngày trời, chị em chịu không nổi nữa phải lấy chồng luôn. Trời ơi, bây giờ chị em hạnh phúc phải không? Dạ, lấy đúng đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng em cũng có cái lựa chọn đúng chứ không vì sự bức ép của mẹ mà lấy lộn nha. Mà không, đó là do chị em có bồi rồi. Rồi tới phiên Thủy. Em thì cũng giống chị á, là em cũng không ép mình phải lúc nào lấy chồng đâu. Tại vì em thấy em cũng còn trẻ. Mẹ em cũng không ép em lấy chồng. Mẹ nói em không lấy chồng cũng được. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Oh, một cái tư tưởng rất là hiện đại ha. Dạ, bố mẹ nuôi cho. Nên em cũng không có suy nghĩ đặt nặng là em phải lấy chồng. Khi nào em thấy hợp thì em mới tiến tới hôn nhân. Em cũng không phải là quan trọng là yêu là phải cưới. Không phải tới độ tuổi là phải cưới. Có thể đẻ không cần cưới. Dạ đúng rồi, có thể đẻ được không cần cưới. Em có gì muốn hỏi hai cô gái không? Anh thích đi làm từ thiện với thiện nguyện á. Với lại anh rất là quy củ về thời gian. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích? Em á thì em thích điều đó. Tại vì em cũng đi tập gym, em cũng có đi từ thiện. Rồi thời gian công việc nói chung là em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bình thường là bạn trai gọi cho em trước, em cũng không hay gọi cho bạn trai. Em nói là lúc mà em thiền á là em không ai làm phiền thì thường em thiền cái giờ nào? 9:30 tới 10 giờ tối. Tối là ngày tối khuya, tối. Tối 9:30 mà ngày nào cũng là thiền giờ đó hết hay là một tuần thiền mấy buổi? Tuần khoảng 3 buổi. Vậy rồi là hẹn đi chơi là phải hẹn 3 cái buổi còn lại đúng không? À, dạ đúng rồi, chính xác. À, có nghĩa là đã có kế hoạch rồi. Dạ, ví dụ như đột xuất thì sao? Có những cái lịch đột xuất thì sao? Thì phải ưu tiên. Anh nói em vậy đó, em thấy sao? Làm từ thiện với thiền với này giờ giấc quảnh là đâu đó là nó phải rõ ràng. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của nhau hết, không làm phiền nhau. Nhưng mà cần có vài điểm chung là được rồi. Em cũng thoải mái trong mấy chuyện này. Giờ mình chưa yêu, mình ngồi ở đây mình khách sáo, mình nói không muốn làm phiền. Chứ còn khi yêu rồi là rất là làm phiền. Không làm phiền thì ở một mình. Đang giờ ăn mẹ rồi là đói, mình đang đói muốn xỉu luôn, ngồi thiền chắc chết. Thấy không? Mà đói xấu tính lắm. Chứ làm sao mà không làm phiền nhau được? Để sống hai. Không làm phiền nhau đâu, yêu nhau. Hai em có gì muốn test lại hay kiểm tra hai này không? Bé Quyên trước đi, bé Quyên trước đi. Em trước hoài luôn á. Thiệt, bây giờ em trước. Trước giờ em chưa giờ chủ động nói chuyện với anh trai. Bây giờ em phải chủ động đi chứ, nãy giờ bé Thủy mà địa rồi đó. Nếu như mà kết hôn xong á thì kiểu mấy công việc nhà thì mấy bạn có làm không? Đó. Mình ở cùng bố mẹ nhưng mà các việc nhà mình vẫn làm, nấu ăn nè, dọn nhà nè, rồi quét nhà các kiểu, thì cái đó chia sẻ được. Vợ bạn với mẹ bạn mà cãi nhau á, với mà vợ bạn đúng đi, lúc đó bạn sẽ đứng về phía ai? Thật ra cái đó là một cái vấn đề nó khá là nhạy cảm đúng không? Phải tùy tình huống, mình phải làm sao mình hài hòa được hai bên, thì cái đó nó phải tùy trường hợp nữa. Làm không sao? Thể nào nói là hẳn là một bên đúng được. Cái tình huống nó như thế nào thì mình phải nhún nhường theo bên nào, rồi đợi bên kia lắng xuống, ngồi xuống rồi giải thích sau. Chứ không thể nào mà tuyệt đối đứng về một bên thì nó sẽ mất công bằng. Tình tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Em rất là thích ở với ba mẹ, do tại vì em ở đây có một mình nè. Ba mẹ em đổ với Bình Thuận á buồn, thích ở chung với nếu mà có lấy chồng thì thích ở chung với ba mẹ. Mà thường ở chung với ba mẹ chồng thì em nghĩ là sẽ sâu sát rất là nhiều, nên là lúc đó là còn phải có một anh chồng rất là phải cực kỳ tinh tế để giải quyết cái vấn đề đó. Rồi em thích ở chung với ba mẹ chồng là quá tốt luôn rồi, yên tâm đi, mình thương ba mẹ thương mình, không có vấn đề gì hết. Em có phụ việc nhà cho vợ không? Mình phải san sẻ, tại vì cùng là một gia đình rồi. Nãy giờ chị cứ hỏi rồi chị kích các em cho các em chia sẻ, nhưng mà thật sự hôm nay
nay chị thấy cả bốn bạn luôn trạc tuổi nhau, đều là những cái bạn trẻ có những cái năng lượng tích cực và có những cái rõ ràng trong cái lựa chọn quyết định của mình. Bây giờ là đến cái thời khắc này là rất là quan trọng. Cho em hỏi câu được không? Được, hỏi đi. Mời em. Em hỏi bạn áo trắng được. Thì nãy anh nghe không rõ á, nãy anh cũng bồn chồn á. Bồn chồn. Công việc của em là gì á? Chủ tiệm nail anh. Tiệm nail online đó nha. Ơi, tại vì em không biết làm nail. Em là chủ à, là chủ thôi à, chứ không có biết làm. Em thuê người làm với lại em làm spa. Thì hôm nay em có thêm một việc nữa rồi đó. Em cũng biết may luôn anh. Em biết việc gì không? Việc gì anh? Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Quá tuyệt vời. Hay nha. Okay. Thôi vậy thôi tôi khỏi nói. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn ngồi đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Thích cái người ngồi ở ghế màu nào thì các bạn bấm cái nút ở ghế màu đó. Sau những cái khẩu hiệu của anh Đạt, đó, chúng ta sẽ nhìn thấy mình bấm nút thì cái đèn của chiếc ghế nó hiện lên. Cùng chọn nhau thì cặp đó là cặp thành công. Và bây giờ Đạt sẽ đếm từ 5 tới 1. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 5 4 3 2 1. Nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá. Em muốn cưới trước 30. Nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Nếu mà không phù hợp được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận thôi. Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Còn em thì dễ tính hơn, em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích. Em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bấm. Bé Quyên không bấm. Em vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, giống như là bạn bên này á, em cảm thấy là bạn vẫn còn còn trẻ quá. Tính nết của em nói chuyện thì có vẻ là hơi vui á, nhưng mà em thường hay nghĩ sâu lắm. Em cảm thấy em quá trưởng thành với bạn này. À, hôm nay mặc áo đỏ rực mà chưa hốt được ai nha. Nhưng mà chị Tường vẫn chúc em là sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe, và trước sau gì thì khi nào nó tới là nó tới. Xin mời các bạn đứng lên, tiến lên phía được trước. Rồi. Quý vị nhìn thấy là ba chiếc ghế đã sáng đèn, hai chàng trai đều chọn một cô gái màu xanh, nhưng bạn ấy thì lại bấm chiếc ghế màu xanh, có nghĩa là Thủy đã kết đôi được với Minh ngày hôm nay. Nhìn vào đây, một tràng vỗ tay cho một cặp nhà đã được thành đôi ngày hôm nay. Nắm tay đứng đợi tôi phỏng vấn ông này chút. Buồn không em, thầy giáo? Không, bình thường chị. Không có duyên thì mình còn nhiều cơ hội khác mà. Còn nhiều cơ hội. Dạ. Chị cũng chúc em là sẽ tìm được một cái tình yêu đúng ý của mình trong một thời gian gần nhất nha. Dạ rồi, em cảm ơn em đã tin tưởng và đến với ghép đôi thần tốc. Cảm xúc sao hai bạn? À, hồi nãy em nói em địa, em tấn công này, vậy em phát biểu chị nghe. Nói chung là em đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Thôi đi cô ơi. Hay là tại vì người ta tặng đúng cái áo size M rồi chọn người ta? Dạ đúng rồi đó. Đó, thấy chưa? Nó tại vì em cũng thích tập gym á nên em chọn anh này. Gì vậy, gì ép tim hả? Dạ. Cái gì vậy cưng? Cảm xúc em giờ thế nào? Hơi hồi hộp. Hồi hộp. Chúc mừng cho hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn những món quà đến từ chương trình Quốc Việt Food. Xin tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDI của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Và để chúc mừng sự hai thành một của các bạn, nhãn hàng Tron hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Tron 2 trong 1. Đây, tặng cho em nha. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Tron 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí. À, cho nên là lấy nhau là báo liền cho chương trình nha. 3 năm xài bột giặt thoải mái, đẻ mấy đứa con cũng không có lo. Và dù cho cặp đôi không thành công thì nhãn hàng Tron cũng tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí, bột giặt 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình.
Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.